Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, dù không gian sân bãi khá chật hẹp, phương tiện của cán bộ và người dân đến làm việc phải để lộn xộn, chen chúc, nhưng lãnh đạo phường vẫn dành diện tích khoảng 6m2 để cho phía ngân hàng đặt trụ ATM. Điều đáng nói là việc cho phép hoạt động trụ ATM này chỉ được lãnh đạo phường đồng ý bằng miệng với bên phía ngân hàng, chứ hoàn toàn không có bất cứ văn bản hợp đồng cho thuê nào. Các lãnh đạo trước thì cũng tạo điều kiện, rồi ngân hàng quân đội thì trước đây cũng đã làm ăn kinh doanh tại địa phương, chính từ cái chỗ đó cho nên là cũng tạo điều kiện cho ngân hàng. Tuy nhiên thì vừa qua thì thành phố cũng có nhắc nhở, thì tinh thần đó thì phường cũng thực hiện cái chỉ đạo đó thì cũng tiếp thu và sắp tới sẽ thực hiện nó đảm bảo hơn. Không chỉ tại phường Trần Hưng Đạo, hiện nay nhiều trụ ATM mọc trái phép trên đất trụ sở của các ủy ban nhân dân phường thuộc thành phố Quy Nhơn. Như tại Ủy ban Nhân dân phường Ngô Mây, lãnh đạo phường này cho biết để thuận tiện cho người dân rút tiền nên các lãnh đạo phường trước đây đã cho phép ngân hàng xây dựng trụ ATM trong trụ sở phường, chứ không phải phường cho thuê. Như vậy dù biết sai quy định nhưng trụ ATM vẫn tồn tại qua nhiều thế hệ lãnh đạo. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn, việc đặt trụ ATM trong diện tích đất của phường phải làm theo quy định. Các phường phải có báo cáo với thành phố sẽ có tờ trình lên Sở Tài chính. Tuy nhiên một số phường tại thành phố Quy Nhơn lại bỏ qua quy định này để cho đặt trụ ATM không đúng quy định. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn không có chủ trương cho các ngân hàng thương mại thuê đất công ở trụ sở để đặt trụ ATM. Chính vì vậy, việc tự ý cho đặt các trụ ATM trên đất trụ sở phường cần được sớm xử lý theo các quy định của pháp luật.